À, thưa quý vị, liên quan tới những cái hoạt động ngày hè thì hôm nay Phạm Khanh xin mời quý vị đến với hội chợ tại trường Bosa Randy High School, được gọi là Summer Festival năm 2012. Mục đích của hội chợ này được tổ chức ra là để có dịp cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè cũng là phụ huynh có một cái nơi trốn để mà tới đây vui chơi, tham gia những cái hoạt động. Và hội chợ này do Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng đứng ra tổ chức. Xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh về hội chợ này. Đây là anh Mai Hiếu Trực, là trung tâm trưởng của Trung tâm Văn hóa Đồng Bàng, cái trung tâm mà đăng cai tổ chức cái hội chợ này. Xin cho biết là mục đích tổ chức mùa hè này để như thế nào thưa anh? Vâng, cái mục đích của tổ chức cái hội chợ hè Bonsai Candy vào mùa hè này là để cho các em và gia đình được có dịp vui chơi với nhau. Tại vì chẳng hạn như Tết chúng ta có cái hội chợ Tết, nhưng mà hè thì không có cái gì hết. Thành ra đó là một cái sự kết hợp đầu tiên giữa Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng và trường Bonsai Candy High School. Đây là một cái hội chợ mà mọi người đều vào cửa free, tự do, không có đóng một tiền nào hết. Vào trong đây sẽ có những trò chơi carnival cho mấy đứa em, mà nhất là những trẻ em Việt Nam mình mà sinh ở Mỹ này thì rất khoái những cái đó. Đó là một tạo một cái điều kiện thứ hai. Còn nữa là có những cái gian hàng của những hội đoàn thiện nguyện hay là những bất vụ lợi, họ vào đây thì tụi này cũng cố gắng làm sao giúp, nghĩa là để mà họ có thể gây quỹ. Họ bán những thực ăn, nghĩa là những trò chơi như làm gì để gây quỹ cho họ, để sinh hoạt cho cái đoàn thể đó. Đồng thời đây là cũng cơ hội để cho các bố mẹ dẫn con em đi chơi có dịp đi chung với nhau. Và anh biết rồi, ở Mỹ này mà cái thời gian mà bố mẹ dành cho các con là rất là khó, thì đây cũng là cái dịp đó để mà. Dạ vâng. Tại hội chợ này thì có nhiều cái gian hàng đồ chơi cũng như là gian hàng các cái cơ sở thương mại, đặc biệt là những cái gian hàng của cộng đồng như là gian hàng của ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Nam California đến đây để mà cổ động cho những cái cuộc bầu cử sắp tới. Chúng tôi là Nguyễn Văn Kỳ, là một thành viên trong cử tri đoàn người Việt gốc miền và là một thành viên trong cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Hôm nay Liên đoàn Người Mỹ gốc Việt và Cộng đồng Việt Nam Nam Cali đã tổ chức một gian hàng để cổ động cho cuộc bầu cử. Thì chúng tôi, mục đích chính là chúng ta để tạo một sức mạnh cho cộng đồng người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và đây là anh James Trương thuộc Đoàn Thanh viên Việt Mỹ, cũng là một trong những người nằm trong ban đại diện cộng đồng miền Nam California. Anh có thể cho biết là cái gian hàng các bạn trẻ ở đây thì phục vụ cho những cái người khách đến tham quan hội chợ những cái vấn đề gì anh? Dạ, kính thưa anh và kính thưa quý vị, thì gian hàng của cộng đồng miền Nam Nam Cali thì cộng đồng miền Nam Nam Cali có cái chiến dịch dân cử tri. Thì đây là một cái booth, cái quầy mà các em nguyện thành viên đã ở đây từ hồi thứ sáu và volunteer thứ bảy và chủ nhật. Thì cái nhiệm vụ của các em là ghi danh cho những người cử tri mà chưa có ghi danh bao giờ hoặc là muốn ghi danh lại, thì chúng em giúp cho các bác các chú những đồng hương tới đây để ghi danh cho chuẩn bị cho cái bầu cử năm 2012. Tại đây thì chúng tôi thấy có những cái gian hàng nữa của các cơ sở thương mại, đặc biệt là một cái gian hàng thu hút được sự chú ý của rất là nhiều người, đó là gian hàng Mai Việt Nam. Ở đây có trưng bày những cái cây bonsai mai nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà thực sự ra mà nói, cái việc mà trồng mai ở cái đất Hoa Kỳ này là một cái việc rất là khó khăn. Thành thử ra chúng tôi muốn gặp chủ nhân của cái gian hàng mai này. Anh có thể cho biết rằng những cái chậu mai mà như thế này đó thưa anh, anh trưng bày ở đây đó, thì là phải có mất nhiều công sức để mà tạo nên hay là không? Thưa anh, là với mai Việt Nam đem sang bên Mỹ này thì chúng ta phải có làm sao tạo cái điều kiện cho thời tiết, khí hậu, nước y chang là Việt Nam. Cái đất rất quan trọng, đất làm sao mà làm giống như đất nước Việt Nam mình. Nước cũng vậy nữa. Và cái khí hậu chung quanh, cái environmental của nó, khí hậu chung quanh nó là đất ẩm, không khí ẩm. Thì thưa anh, sau khi 5-6 năm nay tôi nghiên cứu, mặc dù là chết rất nhiều, hy sinh rất nhiều, nhưng mà tôi nay tôi đã thành công. Thì làm sao các bạn đừng tưới nước nhiều. Người Việt Nam của chúng ta tưới nước hơi bị nhiều. Thứ hai nữa đó là khi muốn cho nở, hoa nở ra ngày Tết đó, khí hậu ở Cali chúng ta vẫn còn lạnh trong cái mùa đông. Thì chúng ta cần ít nhất 45 ngày cho đến 50 ngày vặt lá hoa trước, thí dụ như vậy.
phải lặt hoa cho trước, và tùy theo cái nụ nó lớn hay nhỏ, nó càng lớn thì mà hái chậm lại, lặt lá chậm lại, còn nụ nó đơm nhỏ đấy thì lặt sớm hơn. Chuyện quan trọng nữa là 3 tháng trước khi Tết làm ơn cho bón phân NPK loại 5-5-20. Cái đó rất quan trọng, là vì sao? Nó bơm cho ra, ra nụ. Và sau khi khoảng còn chừng 1 tháng rưỡi, 2 tháng nữa trước khi bông hái hoa đó, lặt lá đó, thì làm ơn đừng tưới gì nữa. Cái quan trọng vô cùng là phải tưới nhiều quá cây sẽ chết. Thành ra cái đó là rất nhiều người chưa có nắm được cái chuyện đó, thành ra họ mua về chết, rất uổng với giá tiền mai rất đắt. Thưa quý vị, nhiều người thích đến hội chợ ngoài cái việc là tham quan các cái nhãn hàng, các cơ sở thương mại để có những cái phần quà tặng, cũng như là tham dự các cái chương trình văn nghệ, thì còn đến hội chợ với cái lý do đó là được thưởng thức những cái món ăn Việt Nam. Bởi vì thấy ở đây là một trong những cái gian hàng có những cái đồ ăn Việt Nam của nước mía Viễn Đông. Và đây là gian hàng của tổ chức YWCA, một cái tổ chức chuyên lo lắng những cái vấn đề về sức khỏe phụ nữ. Và chúng tôi có dịp gặp chị Nancy, chị có thể cho biết là mình muốn giới thiệu những cái chương trình đến cho quý vị phụ nữ ở đây, những cái gì đây thưa chị? Ok, thứ nhất là về nói về mammogram cho phụ nữ thì Nancy lo cho cộng đồng Việt Nam mình, giúp cho phụ nữ low income từ 40 trở lên, không có bảo hiểm, không có Medicare, có MSI là vẫn được, mình không có dùng MSI nhưng mà mình vẫn giúp tất cả mọi người để họ truy tầm ung thư vú, và nếu tìm ra thì được chữa trị hoàn toàn miễn phí từ ultrasound cho tới mà điều trị cho đến khi mà mổ xẻ này của nhà thương, và ngay cả sau khi mổ mà lấy vú ra họ làm vú giả rất là đẹp. Đó là cái chương trình mà của hội YWCA lo về mammogram. Ngoài ra YWCA còn có cái chương trình nó gọi là Prom Project, tức là lo cho mấy cái em mà được cái áo đầm á để đi ra đi prom á, tại mấy em đó đâu có tiền, nhiều không có tiền. Cả mỗi năm mình làm mấy năm rồi, nhưng năm nay lần đầu tiên em sẽ đem cái chương trình vô ở đây trường học để cho mấy em biết, để mấy em đừng có ngần ngại vô cái website gửi application rồi họ sẽ gọi tới để mà chọn lựa cái áo để đi prom. Và cái program nữa là Youth Employment Service, tức là giúp cho mấy đứa trẻ từ 14 tới 24 tuổi đến đó để biết làm sao đi xin việc, làm cái resume, và họ chỉ cách để đi phỏng vấn ở ngay Anaheim. Đó là chương trình under của YWCA. Và luôn tiện tại tháng 9 này đó, mình có một cái gọi là Ray for the Queer của Susan Coleman, là cái hội mà tài trợ cho cái hội của Nancy để mình mới làm được cái chương trình mammogram. Thì mình kêu gọi quý vị nào mà muốn đi bộ để gây quỹ ủng hộ thì xin đến gọi cho Nancy. Nancy sẵn lòng chỉ cho, vì mình có cái ngày đó. Số điện thoại của Nancy là 714-871-4488, extension là 205. Quý vị gọi vô cứ để tên, số điện thoại rồi Nancy sẽ gọi lại. Đó là chương trình mà Nancy rất là mong tất cả đồng hương hưởng ứng. Mặc dù chỉ tổ chức trong 2 ngày nhưng mà hội chợ cũng đã thu hút được nhiều lượt phụ huynh cũng như là các em đến đây để mà cùng chung vui những cái ngày hè, và hy vọng cộng đồng Việt Nam sẽ có thêm nhiều cái hội chợ như vậy nữa để cho các em cũng như là phụ huynh có một cái mùa hè thật là vui tươi.